Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá xăng dầu hôm nay, ngày 21 tháng 9 năm 2022. Thưa các bạn, giá xăng dầu hôm nay ngày 21 tháng 9, giá dầu thô giảm mạnh. Lo ngại nhu cầu tiêu thụ sụt giảm trước áp lực tăng trưởng kinh tế gia tăng, thậm chí nhiều dự báo cho thấy các nền kinh tế hàng đầu có nguy cơ rơi vào trạng thái suy thoái sớm hơn, đã khiến giá dầu hôm nay có xu hướng giảm mạnh. Ghi nhận đầu giờ sáng nay ngày 21 tháng 9, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York, giá dầu thô ngọt nhẹ với WTI giao tháng 11 năm 2022 đứng ở mức 84,02 USD trên thùng, tăng 0,08 USD trên thùng trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm ngày 20 tháng 9, giá dầu với WTI giao tháng 11 đã giảm tới 1,2 USD trên thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 11 năm 2022 đứng ở mức 90,66 USD trên thùng, tăng 0,04 USD trên thùng trong phiên, nhưng đã giảm tới 1,31 USD trên thùng so với cùng thời điểm ngày 20 tháng 9. Giá dầu ngày 21 tháng 9 có xu hướng giảm mạnh, chủ yếu do lo ngại nhu cầu tiêu thụ toàn cầu giảm mạnh trong bối cảnh rủi ro tăng trưởng kinh tế ngày một lớn. Thậm chí nhiều nền kinh tế hàng đầu như Mỹ được dự báo sớm rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế khi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng mạnh lãi suất. Nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tại Mỹ và Trung Quốc cũng đang được ghi nhận yếu hơn do giá năng lượng ở mức cao và dịch bệnh. Dữ liệu của Viện Dầu mỏ Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước đã tăng 1.037 triệu thùng, dự trữ xăng tăng 3,222 triệu thùng và dự trữ các sản phẩm trưng cất tăng 1,538 triệu thùng. Tại Trung Quốc, theo dữ liệu được công bố, thì tổng lượng dầu nhập khẩu của nước này trong tháng 8 đã giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2021, xuống còn khoảng 9,5 triệu thùng dầu trên ngày. Nguyên nhân của tình trạng này là do các nhà máy lọc dầu hoạt động cầm chừng hoặc dừng hẳn với biên lợi nhuận lọc dầu không hấp dẫn. Đồng USD tăng mạnh cũng là tác nhân khiến giá dầu hôm nay đi xuống. Tuy nhiên, ở chiều hướng ngược lại, giá dầu hôm nay cũng được hỗ trợ bởi thông tin OPEC cộng không đạt được mức sản lượng mục tiêu là 3,58 triệu thùng dầu trên ngày trong tháng 8 năm 2022. Thưa các bạn, như vậy, cả dầu Brent và dầu WTI đều trong đà ghi nhận quý giảm phần trăm lớn nhất kể từ bắt đầu đại dịch COVID-19. Giá dầu Brent đạt khoảng 139 USD trên thùng vào tháng 3, mức cao nhất kể từ năm 2008. Thị trường dầu mỏ cũng phản ứng với việc tiêu thụ yếu từ Mỹ và Trung Quốc. Theo đó, người lái xe ở Mỹ đã lái xe ít hơn trong tháng 7 so với tháng trước, ghi nhận tháng giảm thứ hai liên tiếp. Về tình hình giá xăng dầu trong nước hôm nay, tính đến sáng nay ngày 21 tháng 9, hiện giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 22.231 đồng trên lít, giá xăng RON 95 không cao hơn 23.215 đồng trên lít, dầu diesel không cao hơn 24.180 đồng trên lít, dầu hỏa không cao hơn 24.418 đồng trên lít và dầu mazut không cao hơn 15.039 đồng trên kg. Thưa các bạn, giá xăng dầu sẽ giảm trong kỳ điều hành hôm nay. Lãnh đạo doanh nghiệp xăng dầu đầu mối dự đoán trong kỳ điều chỉnh chiều nay ngày 21 tháng 9, giá xăng dự báo sẽ giảm 130-310 đồng trên lít. Riêng giá dầu thì giảm từ 1.600-1.800 đồng trên lít. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về giá xăng dầu cụ thể sau khi điều chỉnh chiều nay ngày 21 tháng 9. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.